Xin chào các bạn, sau đây hệ thống cửa hàng Bình Minh sẽ giới thiệu và hướng dẫn cho các bạn cái cách sử dụng của cái máy thải chì cảm ứng HQ. Thì cái dòng này là dòng mẫu mới nhất của bên mình là mới về ha. Nó rất là gọn nhẹ và nó nhìn nó rất là sang trọng ha. Mẫu này về thì nó nâng cấp thêm cái chức năng là cảm ứng này. Với công suất của máy nó sẽ tăng lên đáng kể á. Rồi, giờ mình sẽ hướng dẫn cái cách sử dụng của máy. Trước tiên á, là mình sẽ kết nối với cái nguồn điện. Mình kết nối với nguồn điện. Sau đó mình sẽ gắn cái phụ kiện nó vào. Cái đầu lớn thì mình gắn ở phía bên tay phải của cái hướng máy. Còn đầu nhỏ là mình sẽ gắn ở phía bên tay trái. Thì sau khi mình mặc kết nối với cái nguồn điện á, thì cái thời gian mặc điện của nó là 30 nha. Thời gian mặc điện của nó là 30 á. Lúc nãy có Apple test nên nó nhảy số 9. Rồi sau đó mình sẽ điều chỉnh cái mức năng lượng này. Mức năng lượng lớn, lớn hoặc nhỏ đó, mình tăng lên hoặc giảm xuống. Thường thường nếu mà tùy vào da của khách, da khách dày hay da mỏng á, để mình điều chỉnh cái này cho nó phù hợp. Nhưng thông thường á, thì mình sẽ chọn ở mức 2 đến mức 3 thôi. Rồi mình cảm thấy nó mà nó chưa đồ, cái đồ nóng á, thì mình sẽ tăng lên. Rồi cái này là cái sóng này có nghĩa là sóng liên tục, cái sóng ngắt quãng á. Thì thường thường cái này mình sẽ để cho nó mặc định là để cho cái sóng nó liên tục vậy luôn, để cho nó cái quá trình nó siêu âm, nó thải chì nó tốt hơn. Rồi bên này là để mình chọn cái đầu này. Nó sẽ có hai đầu, một cái đầu lớn này để mình đi cho những cái vùng quân, những vùng mặt á, một vùng lớn. Còn cái đầu nhỏ này để mình vùng đi cho những cái đầu quân mắt với cái khóe mũi. Đó, đây là mình chọn đầu. Đấy. Sau khi mình chọn xong rồi á, thì mình sẽ nhấn cái nút này, nút nguồn này để máy nó hoạt động. Thì thường thường thải chì thì tầm khoảng 10 đến 15 phút. Thì trên này cái mặc định thời gian của nó là 30 phút. Thì mình cân đến, ví dụ mình đi thải chì 10 phút thì đến khi nào mà 20 phút thì mình tắt ha. Thì mình từ mình tắt. Hoặc tương tự 15 phút thì cho đến còn 15 phút thì mình sẽ tắt. Để mình test được cái đồ hoạt động, máy nó hoạt động hay không á, là mình nhỏ cái giọt nước lên trên này. Thì nó có cái đồ sụi siêu âm á, để mình biết hoạt động hay không. Trường hợp mà mình nhỏ cái giọt nước lên trên này mà nó mà không có, nó không có sụi cái bọt á, thì lúc đó là có thể là máy hư hoặc là cái đồ phụ kiện nó bị hư. Để mình biết để mình khắc phục cái tình trạng đó. Rồi tương tự, nếu mình dùng cái đầu nhỏ này thì mình sẽ nhấn qua. Còn đây là mình muốn máy nó dừng, nó không hoạt động nữa, thì mình sẽ nhấn vô một cái thì máy nó sẽ dừng. Mình muốn hoạt động thì mình sẽ nhấn thêm một cái nữa. Nó cũng rất là đơn giản đó. Rồi, xin chào các bạn, hẹn các bạn lại những video tiếp theo.